Người đã quay trở lại với Hack Research và mình là Quang Trường. Và trong tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến một cái sự kiện, hai cái sự kiện Binance Launch Pool đến từ hai dự án ở trong hệ sinh thái của Tron Blockchain. Thì chúng ta có thể thấy là làn sóng của MiniApp, làn sóng của Taptour, làn sóng của Tron Blockchain đang bùng nổ hơn bao giờ hết. Vậy thì câu hỏi chúng ta phải đặt ra đó chính rằng là liệu làn sóng này bao giờ thì nó sẽ kết thúc, và dấu hiệu để mà khi nó kết thúc thì nó sẽ như nào, thì mọi người cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngay bây giờ nào. Ok, đầu tiên thì rõ ràng là chúng ta phải đồng ý với nhau rằng là chúng ta đang sống ở trong một cái giai đoạn thời kỳ của crypto mà nó hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta từng trải qua trong giai đoạn năm 2021-2022. Có thể kể đến như là nếu như mà trong giai đoạn năm 2021-2022 chúng ta có những cái xu hướng nó kéo dài lên đến hàng tháng trời và nó liên tiếp nhau, ví dụ như là layer 1, DeFi, rồi đến GameFi, rồi đến NFT, rồi đến Metaverse, và chốt cái trend đó chính là câu chuyện về Step End với câu chuyện về Mutual. Còn đối với chu kỳ ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chứng kiến một cái câu chuyện nó ngược lại hoàn toàn. Nếu như MemeCoin ở chu kỳ trước nó đóng một cái vai trò như là một cái cánh chim báo bão, có nghĩa là mỗi khi mà MemeCoin bùng nổ thì điều đó đồng nghĩa việc là thị trường sắp đi vào một cái giai đoạn giảm, có thể là ngắn hạn hoặc thậm chí là có thể là dài hạn. Tuy nhiên thì trong chu kỳ lần này chúng ta chứng kiến một cái làn sóng MemeCoin nó diễn ra trong suốt những năm 2023 và diễn ra đến cả thời điểm hiện tại luôn. Nó không phải là một cánh chim báo bão nữa mà nó đóng vai trò là một cái lực hút để kéo dòng tiền, kéo người mới đến với thị trường crypto. Ngoài ra thì chúng ta thấy những cái xu hướng nó rất là ngắn, nó rất là ngắn và nó cứ vậy nó đan xen, nó xen kẽ với nhau chứ không phải nó là những cái xu hướng dài cứ vậy xếp sau nhau như trong cái chu kỳ trước. Và ở thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là câu chuyện về MiniApp, câu chuyện về Taptour, câu chuyện về MemeCoin ở trên hệ sinh thái của Telegram đang là một trong những cái xu hướng dài nhất và bền vững nhất trong cái chu kỳ lần này. Và ở thời điểm hiện tại thì khi mà chúng ta nhìn lại câu chuyện của Tron Blockchain thì chúng ta có thể chia nó làm nhiều các giai đoạn khác nhau. Và theo góc nhìn của mình thì nó sẽ chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn Tron tăng trưởng. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn là các cái MemeCoin ở trong hệ sinh thái Tron Blockchain bắt đầu có sự tăng trưởng. Và giai đoạn tiếp theo và cũng là đang là giai đoạn hiện tại, đó chính là chúng ta chứng kiến cái sự bùng nổ của các mini app, của Taptour, của những cái cơn mưa airdrop để sinh thái của Tron Blockchain. Và chúng ta phải đặt ra một câu hỏi rằng là cái xu hướng này thì liệu bao giờ nó sẽ kết thúc và dấu hiệu của nó như thế nào. Thông thường khởi đầu cho mọi hệ sinh thái để mà có thể thu hút được cái sự quan tâm, cái ánh mắt của cộng đồng, của các nhà đầu tư, của các quỹ, của các nhà phát triển, thì đó chính là câu chuyện là bản thân cái layer 1 đó phải tăng giá. Và câu chuyện đó nó đã đúng với cái chu kỳ trước khi mà Son tăng trước, sau đó là các cái dự án trong hệ sinh thái của Tron, hay là tương tự với câu chuyện của Terra, câu chuyện của Avax, câu chuyện của Phantom, câu chuyện của Near. Thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy là bắt đầu là câu chuyện Tron tăng trưởng. Tron nó cứ tăng trưởng hoài dựa trên những cái tin tức rất là tích cực thông qua câu chuyện là Telegram bắt đầu hỗ trợ nhiều hơn cho Tron Blockchain, hay là tích hợp Tron Blockchain vào trong cái sản phẩm của mình và nhiều những hoạt động khác. Nó tạo ra những cái hiệu ứng rất là tích cực cho Telegram, gần như là nó bơm hopium cho những cái nhà đầu tư vào Tron, và Tron cứ vậy họ tăng trưởng. Và là để có một cái hopium như vậy thì trước đó có một khoảng thời gian rất là dài mối quan hệ giữa Tron và Telegram nó ở cái mức chìm mà không được public, và rất nhiều người tin rằng là có khả năng cao Telegram đã loại bỏ công nghệ blockchain ra khỏi cái sản phẩm của mình. Tuy nhiên khi mà cái mối quan hệ của họ bắt đầu được public trở lại, bắt đầu được làm nóng trở lại, thì khi này bằng cái câu chuyện rằng là họ thúc đẩy những cái tin tức tích cực, nó làm cho giá cả của Tron có những cái sự tăng trưởng, từ đó bắt đầu thu hút được những cái nhà đầu tư, được những cái nhà phát triển và được những cái người dùng mới đến với cái hệ sinh thái của Tron Blockchain. Thì sau khi Tron nhận được cái sự quan tâm, đón nhận của cộng đồng thì bắt đầu có những cái làn sóng đầu tiên ở trên hệ sinh thái của Tron, và đây chính là cái làn sóng của MemeCoin. Và một trong những cái dự án MemeCoin đầu tiên ở trên hệ sinh thái của Tron có cái sự bùng nổ đó chính là Feed. Và the same với cái thị trường crypto tại thời điểm đó thì chúng ta cũng chứng kiến một cái xu hướng MemeCoin bùng nổ
với câu chuyện của PP, câu chuyện của WIF, câu chuyện của rất nhiều các meme coin ở trên hệ sinh thái của Ethereum và đặc biệt là trên hệ sinh thái của Solana. Nên là việc Ton nó sử dụng meme coin để nó thu hút người dùng, thu hút dòng tiền đến với hệ sinh thái của nó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ở trong cái giai đoạn là Ton tăng trưởng và các meme coin ở trên hệ sinh thái của Ton có cái sự bùng nổ thì nó mới chỉ thu hút được một số lượng người nhất định, một số lượng người nhỏ đủ vào hệ sinh thái của Ton và nó chưa đạt được như kỳ vọng. Lúc này chúng ta có một cái cơn địa chấn và cơn địa chấn này đến từ Notcoin. Chúng ta nên nhớ rằng là Ton blockchain sở hữu một cái điểm mạnh mà tất cả những cái blockchain khác không có. Đó chính là nó sở hữu một số lượng người dùng hàng tỷ người dùng tiềm năng sẵn sàng chuyển đổi từ Web 2 sang Web 3, từ Telegram sang với những cái sản phẩm của Telegram mà tích hợp với Ton blockchain. Và câu chuyện ở đây nó chỉ là Ton blockchain sẽ sử dụng cái cách nào để sử dụng cái cầu nào để mà đưa người dùng từ Telegram, từ Web 2 lên trên Web 3 mà thôi. Và sau khi thử nghiệm câu chuyện về Memecoin nó thật sự là không đạt được hiệu quả. Và đến với câu chuyện của Notcoin thì nó mới chính thức bắt đầu bùng nổ. Thì Notcoin là một dự án tap to earn, người dùng chỉ đơn giản là tap vào màn hình để kiếm điểm. Và điểm đó sau này đã được quy đổi thành AirDrop. Và đã có một cơn mưa AirDrop khi mà Notcoin đã phân bổ đến hơn 80% tổng cung token của mình để mà trao thưởng cho những người tham gia vào sử dụng và chơi game Notcoin. Mọi người hình dung ra là cái cơn mưa AirDrop này nó lớn như nào á. Thì mình có một người bạn này chỉ có chơi Notcoin có vài tiếng thôi, nhưng mà cũng đã nhận được một cái phần thưởng AirDrop lên đến $50. $50 đó mọi người. Và từ đây cái làn sóng về mini app, làn sóng về tap to earn nó bắt đầu bùng nổ với nhiều những cái dự án khác nhau. Ví dụ như là Hamster Combat, ví dụ như là Cartesian. Và cú nổ tiếp theo nó chỉ đến từ một dự án mới được phát triển thời gian gần đây, đó chính là Doge. Về bản chất thì Doge là một meme coin mà thôi. Và người dùng tham gia vào Doge làm những cái nhiệm vụ liên quan đến social, giới thiệu bạn bè sử dụng Doge. Ngoài ra thì Doge họ có một cái xuất phát điểm rất là tốt khi mà họ airdrop point của mình cho những người dùng rất là lâu đời ở trên hệ sinh thái của Telegram. Và từ đây nó thúc đẩy một cái làn sóng khổng lồ những người dùng ở trên Telegram bắt đầu tham gia vào Doge để mà có thể kiếm point. Và từ đó người ta hy vọng rằng là Doge có thể mang lại một cái cơn mưa airdrop giống tương tự với như Notcoin trong quá khứ. Và thật sự đã có một cơn mưa diễn ra một cách tương tự. Đối với bản thân mình thì mình chỉ là một người sử dụng Telegram từ rất sớm và mình cũng đã rất là nhanh tay nạp lên sàn Binance và số lượng cái AirDrop mà mình thu về nó lên từ khoảng 40 đến $50. Nghĩa là mình không cần làm gì cả và mình thậm chí là mình không có làm những cái nhiệm vụ ở trên Doge. Mình không có giới thiệu bạn bè, mình không có tham gia, mình không làm task social, mình chả làm một cái gì cả. Mình chỉ là một người dùng ở trên Telegram và mình nhanh tay nạp lên sàn và từ đó mình có được $50. Wow, rõ ràng đây là một cái câu chuyện để có thể chuyển đổi người dùng một cách khủng khiếp từ Telegram sang với Web3 ở trên Ton blockchain. Và từ đây, sau câu chuyện của Dot, chúng ta bắt đầu chứng kiến tiếp tục là số lượng các mini app bùng nổ hơn nữa. Và sự bùng nổ nó còn dẫn đến câu chuyện rằng là các cái sàn giao dịch bắt đầu tham gia xây dựng những cái mini app. Ví dụ như là OKX, họ xây dựng một cái nền tảng OKX Razor, là một cái nền tảng nó giống tương tự như chơi bio vậy. Người dùng sẽ đoán long short, đoán giá Bitcoin tăng giảm trong vòng có vài giây và nhận về phần thưởng nếu như mà đoán đúng. Ngoài ra thì ngày hôm qua thì Binance họ cũng đã chính thức cho ra mắt một cái app về câu chuyện là đào vàng để mà kiếm điểm. Nó rất là dễ và rất nhanh chóng. Binance đã có được một cái lượng người dùng đâu đó khoảng hơn 3 triệu người dùng tham gia vào cái app của Binance chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Còn OKX từ thời điểm mà họ ra mắt cho đến nay thì cái mini app của họ đã thu hút về hơn 10 triệu người dùng khác nhau. Một con số cực kỳ khổng lồ. Tỷ lệ chuyển đổi nó còn thể hiện ở chỗ là ngay cả Cartesian là một nền tảng mà người ta phải nạp tiền để chơi game hoặc là có thể chơi free to play và cũng đã thu hút đến hơn 40 triệu người dùng khác nhau. Và một nền tảng mà nó FOMO hơn nữa là Hamster Combat thì cũng đã có một cái số lượng người dùng lên đến hơn gần 100 triệu người dùng. Một con số cực kỳ là kinh khủng. Thông thường ấy, để mà đạt được những con số hàng triệu người dùng như ở thời điểm hiện tại ấy, nó phải là những cái blockchain đó, rất khó để một cái app, thậm chí là không nói đến câu chuyện là một cái mini app mà có thể thu hút được hàng triệu người như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta thấy được rằng là mini app nó bùng nổ thông qua việc là số lượng các mini app tăng mạnh, số lượng người dùng tham gia vào các mini app tăng mạnh, rồi
phần thưởng kiếm được từ những cái mini app cũng có cái sự duy trì và hết sức bền bỉ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chúng ta bắt đầu có một số những cái dấu hiệu đầu tiên cho việc rằng là cho thấy rằng là mô hình này bắt đầu đi vào một cái giai đoạn thoái trào. Và rõ ràng là mặc dù là chúng ta có thể khẳng định được rằng mini app Tap to Earn nó đang ở trên cái giai đoạn phát triển, và chắc chắn chúng ta có thể khẳng định được là chúng ta đã qua cái giai đoạn đầu tiên rồi. Bởi vì giai đoạn đầu tiên nó là giai đoạn của những người chơi sớm Notcoin, chơi sớm Doge, chơi sớm Cartesian, chơi sớm Hamster Combat. Và đến thời điểm hiện tại thì tất cả những dự án đó đã ra token rồi. Và rõ ràng là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn đi lên, và rất khó để chúng ta biết được rằng là đâu sẽ là cái đỉnh. Và theo như góc nhìn của mình thì một trong những cái dấu hiệu để mà chúng ta xác định được cái đỉnh của một cái câu chuyện đó chính là chúng ta nhìn vào cái xu hướng đó, chúng ta nhìn ra là lý do tại vì sao người ta tham gia vào Tap to Earn, người ta tham gia vào các mini app. Thì cái câu trả lời á, đó chính là câu chuyện về AirDrop. Và chỉ khi nào AirDrop mà không đạt được cái kỳ vọng của người dùng thì lúc đấy cái xu hướng nó bắt đầu có cái dấu hiệu đi xuống. Và Cartesian là một trong những cái dự án mà bắt đầu thỏa mãn cái tiêu chí này. Mặc dù là Cartesian họ không gặp phải cái làn sóng phản đối quá phẫn nộ từ người dùng, tuy nhiên là vẫn có những cái làn sóng âm mỉ. Khi mà Cartesian quay lưng lại với cộng đồng, trong quá khứ thì Cartesian nói rằng là họ sẽ airdrop cho người dùng dựa trên số tiền nạp, dựa trên lượng cấp độ mèo, dựa trên số tiền mà họ kiếm được mỗi giây. Nhưng mà đến khi mà họ airdrop, họ chỉ airdrop cho những người mà có nhiều rep, họ airdrop cho những người nạp nhiều tiền. Còn những người mà bỏ công sức ra chơi, bỏ thời gian ra chơi, bỏ máy phần cứng ra để mà treo thì gần như là không nhận được cái gì cả. Ngoài ra thì họ hứa về việc là có đến 43% tổng cung dành cho cộng đồng, nhưng mà đến khi mà ra mắt AirDrop họ chỉ có chính thức là 15% tổng cung dành cho AirDrop mà thôi. Và rõ ràng là mặc dù chưa có những cái dấu hiệu bất bình giống như là ở trường hợp của Say, của Sui hay là của GKC hay là của Starknet, nhưng mà đâu đó cũng đã có những cái rạn nứt nhất định trong cái câu chuyện về Cartesian AirDrop. Trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cái câu chuyện của Hamster Combat, cái phản ứng của cộng đồng đối với Hamster Combat sẽ là như thế nào. Nếu như mà phản ứng của cộng đồng tiếp tục là tốt giống như câu chuyện của Doge, câu chuyện của Knot, thì chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng vào một cái xu hướng về Tap to Earn, câu chuyện về mini app ở trên Telegram sẽ tiếp tục phát triển theo thời gian. Tuy nhiên là nếu như mà Hamster Combat lại giống như Cartesian, lại tiếp tục có một cái chương trình AirDrop nó không đáp ứng được nhu cầu, cái sự mong muốn của người dùng, thì khả năng cao chúng ta đã gần tiến đến cái đỉnh của cái câu chuyện của Tap to Earn, của mini app trong cái chu kỳ lần này. Và chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của mini app thì có một cái câu hỏi mình rất muốn đặt ra cho mọi người, đó chính là những cái dự án mini app họ làm, họ được cái gì? Nếu như mà trong quá khứ để cho một cái xu hướng nó có thể kéo dài trong một thời gian thì nó phải có câu chuyện về mô hình kinh tế, về DeFi đúng không? Chúng ta có liquidity mining, chúng ta có ép thanh khoản, chúng ta có câu chuyện AirDrop, nghĩa là chúng ta có một cái mô hình kinh tế nó xoay tròn xoay tròn và nó có sự Ponzi ở trong đó. Chúng ta cũng có một cái mô hình kinh tế Ponzi đối với các dự án GameFi, nhưng mà mình không thấy những cái dự án đó, không thấy những cái nét đó, không thấy nét Ponzi, không thấy cái mô hình kinh tế đối với những cái dự án mini app. Rõ ràng là sau khi mà các dự án AirDrop xong là xong luôn. Dot, dự án Notcoin bây giờ cũng đâu có hoạt động gì. Rồi Dot cũng như vậy. Rồi Cartesian sau khi mà AirDrop xong thì cũng chỉ là play to AirDrop. Rồi Hamster Combat liệu sau khi AirDrop xong họ còn cái gì nữa? Họ không có một cái mô hình kinh tế gì để phát triển cả. Thì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi rằng là liệu những cái nước mưa từ Dot này, rồi từ Knot này, nó đóng cái vai trò gì? Chẳng lẽ dép họ chỉ bỏ tiền ra không nhá? Những người dùng người ta chỉ cần chơi một chút thôi, người ta chẳng cần phải bỏ ra bất kỳ cái gì, người ta cũng nhận về tiền. Và rõ ràng họ nhận về tiền từ các nhà phát triển, họ nhận về tiền từ dép. Vậy thì tại vì sao họ lại nhận được tiền, đúng không? Liệu đây có phải là một cái miếng format trên một cái bẫy trượt hay không? Chúng ta cứ mải mê ăn format cho đến khi chúng ta dính bẫy. Rõ ràng là cái chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hoặc là trong một cái bài toán mà chúng ta lạc quan hơn, chúng ta cho rằng là đây là cái chi phí marketing, là một cái chi phí, là một cái con ngựa thành tơ roa để giúp cho Telegram chuyển đổi người dùng của họ từ web 2 sang web 3. Từ đó họ bắt đầu thu phí, họ bắt đầu có những phí dịch vụ để thu lại từ người dùng. Thì rõ ràng đây sẽ là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải chờ đợi trong cái thời gian sắp tới. Và rõ ràng là đối với các cái mô hình của các cái mini app ở thời điểm hiện tại thì sau khi ra token xong thì xong luôn.
thì xong luôn. Đối với câu chuyện của Dot và Notcoin nó là như vậy. Còn đối với câu chuyện của Cartesian có thể là tiếp tục là play to error. Nhưng mà rõ ràng với cái câu chuyện rằng là họ đã quay lưng đối với những người mà đã play Cartesian từ rất sớm, thì liệu họ còn có tiếp tục play Cartesian trong thời gian sắp tới hay không? Và rõ ràng là câu chuyện của Mini App đang là một cái câu chuyện rất là bùng nổ trong thời gian sắp tới. Rất nhiều người dùng, rất nhiều nhà đầu tư, rất nhiều các eropper đã chuyển việc làm erop từ các dự án DeFi, GameFi ở layer 1, layer 2 để chuyển sang làm các dự án về Tap to Earn, về Mini App. Và khi mà có một cái làn sóng mạnh như vậy thì liệu đã đến lúc kết thúc chưa? Và quan điểm của mọi người như nào về làn sóng của Tap to Earn sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian sắp tới, hay là với những cái dấu hiệu từ Cartesian và thêm sắp tới nữa có thể đến từ Hamster Combat đánh dấu cho một cái thời kỳ đỉnh cao đã kết thúc của Mini App, thì mọi người có thể comment ở phía dưới. Và nếu như mọi người thấy video này hay thì rất mong mọi người sẽ để lại một nút like, một nút comment và đặc biệt là một nút subscribe để ủng hộ đội ngũ của Hawk Research. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.